Anh có thể hỏi em một câu ngu ngốc được không? Hỏi đi. Làm vợ anh nhé. Hả? Em có thể trả lời một câu ngu hơn không? Câu gì? Chịu. Em bất. Đây là tôi khi thả tim. Còn đây là bạn trai tôi thả tim. I don't wanna fall asleep. I don't. Put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time. You know that I won't stop until I make you mine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. Put your hand in mine. Hai yêu, hôm nay là ngày 23 tháng 8, là ngày sinh nhật lần thứ 23 của em. Vào ngày này 23 năm trước, em đến và mang theo hạnh phúc và niềm vui cho gia đình. Anh cũng rất vui có được một phần hạnh phúc và niềm vui đó. Mà anh xin lỗi vì không thể chung vui được với em. Vì mình cách xa tận 14.000 cây km mà. Nhưng mà thực ra thì khoảng cách cũng chỉ là con số, để anh và em luôn hướng về nhau. Cố lên nha. Chúc mừng sinh nhật em. Tuổi mới, anh chúc em có thật nhiều hạnh phúc với gia đình, anh chị em và bạn bè, đặc biệt là với anh nữa. Có thật là nhiều tiền để em có thể mua những gì mà em thích. Và công việc có thật nhiều thăng tiến. Để cuối cùng, anh muốn nói để kết thúc video này là anh yêu em rất nhiều. Rất là nhiều, nhiều lắm đó. Nhiều ơi là nhiều luôn. Chấm tay trả lẽ chứ đi bên kia thì bên sao không thương con tôi phải vô đạo, phải theo đạo con tôi thì mới thương, còn bên kia thì nói hả thương thì thương nhưng mà đâu cần vô đạo để làm gì. Hai bên bên nhau xấu xé đứng chính giữa rồi hai đứa chết ngắt. Uống nước đi anh, uống coca đi, hút đi. Không uống hả?
người yêu em ngại á, vì em kén á. Yeah. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect.